Trong tâm thức người Việt từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ, chào đón năm mới, mà còn mang đậm nét tâm linh tín ngưỡng. Ngoài tục lệ cúng gia tiên, người dân thường đến các đền chùa để cầu phúc, cầu may cho gia đình với mong muốn mọi người được sống trong ấm no hạnh phúc. Vì thế, đi chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người Việt trong ngày Tết. Ngay sau giờ phút đón giao thừa, thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, rất đông người dân đã hành hương về các đền chùa trên địa bàn thành phố và ngoại ô để cầu an, cầu tài, cầu lộc. Đã thành thông lệ, năm nào cũng vậy, hoàn tất việc cúng gia tiên. Sau thời khắc giao thừa, gia đình ông Lê Thanh Sơn ở khối 16, phường Hưng Bình, thành phố Vinh lại có mặt ở chùa Cần Linh để thắp hương. Đền chùa này thứ nhất là giải tỏa được những sự căng thẳng trong công việc và những cái sự bất an, và tôi thấy cái sự thanh tịnh như đem lại cái gì cho mình một cái năng lượng mới để mà tiếp tục những công việc và tiếp tục khắc phục những khó khăn. Tại đền thờ Vua Quang Trung, chùa Cần Linh và đền Hồng Sơn, không khí tấp nập hơn bởi ngày đầu năm mới theo phong tục của người Việt Nam. Đi lễ chùa đầu năm không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc ước nguyện, cầu được ước thấy, mà ở đó con người ta có được giây phút quý giá để hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại sau lưng bao nhọc nhằn vất vả của cuộc sống mưu sinh đời thường. Chính vì vậy, mỗi khi đặt chân đến chốn đền chùa, bất kỳ ai cũng có cảm giác thong dong nhẹ nhàng, tìm về với cội nguồn dân tộc. Hòa vào dòng người đi lễ, mỗi người sẽ cảm nhận được sự giao hòa của đất trời khi vào xuân, tiếng chuông ngân vang cùng mùi thơm của khói hương, hoa lễ làm cho tâm hồn con người trở nên thanh tịnh hơn. Nếu mà đi chùa được thường xuyên thì nó cũng tốt hơn. Nói chung là nếu mà cảm nhận của năm mới thì nó khác hơn năm cũ hơn nhiều. Bởi vì bước sang một năm mới thì tất cả đều phải mới. Con người cũng phải thay đổi mới. Ngày xưa là những người cụ già lớn tuổi là đi chùa. Nhưng bây giờ thì thấy cả cháu thiếu niên rất nhỏ bé cũng theo mẹ đi chùa, theo bố đi chùa và đi lễ Phật vào cái giờ giao thừa, để là cái giờ linh thiêng nhất. Từ lâu với người Việt, đi chùa đầu năm đã ăn sâu trong tiềm thức. Đây là một nét đẹp văn hóa truyền thống, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đã thành thông lệ của nhiều gia đình Việt, cứ mỗi sáng sớm đầu năm, mọi người bắt đầu đi lễ chùa hái lộc, cầu phúc cầu may cho bản thân và gia đình. Đi chùa đầu năm là việc làm ý nghĩa không thể thiếu và cũng là một nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt.